Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Nhí cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị và anh chị em, Mẹ Maria vẫn tiếp tục ngự trị trong lòng người dân châu Âu. Mặc dù xã hội có muốn tục hóa đến đâu đi nữa, thì trong lịch sử hàng ngàn năm của họ vẫn còn những dấu ấn không bao giờ tàn phai của Mẹ Thiên Chúa. Mãi mãi như mẹ đã tiên báo trong kinh Magnificat, từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc. Thật thế, bất chấp những khó khăn gây ra bởi đại dịch coronavirus, hàng triệu người châu Âu đã tưng bừng rước kiệu lễ Đức Mẹ lên trời. Trong chương trình này, Như Ý và Thủy Khanh sẽ gửi đến quý vị và anh chị em những tường trình hình ảnh về lễ Đức Mẹ lên trời tại các quốc gia châu Âu và thánh lễ tại Lầu Đức. Cảnh rước kiệu Đức Mẹ trên sông thật ngoạn mục tại Luxembourg. Kính thưa quý vị và anh chị em, tử vong trên toàn thế giới vì coronavirus đã lên đến 762.345 người, trong số 21.332.432 trường hợp nhiễm coronavirus. Tính cho đến khi chúng tôi thực hiện chương trình này tại Luxembourg, hay còn gọi là Lục Xăm Bảo, chỉ có 7.405 trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó có 122 trường hợp tử vong. Riêng tại làng Công giáo Sihusen, không một ai bị nhiễm bệnh. Chính vì thế, lễ Đức Mẹ lên trời năm nay vẫn được tổ chức tưng bừng. Chỉ có điều là thiếu đi những du khách từ các nơi đổ về. Trước đây, hàng năm cứ đến gần ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, nhiều du khách kéo đến vùng này để tham gia, hay ít nhất có cơ hội ngắm một cảnh tượng thật hùng vĩ khi hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ bao quanh một con thuyền lớn. Trên con thuyền lớn đó, cha chánh xứ cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Tiếng cầu kinh, những bài thánh ca và những lời cầu nguyện vang vọng cả một vùng sông nước. Đó là một cảnh tượng không phải ai cũng may mắn được chứng kiến tận mắt trong cuộc đời mình. Tính cho đến tháng 7 năm nay, Luxembourg có 628.380 dân, trong đó có 439.900 tín hữu Công giáo, tức là chiếm hơn 70% dân số. Riêng tại làng Sihusen, dân số hầu như toàn tổng Công giáo. Giáo hội Luxembourg chỉ có một tổng giáo phận duy nhất là tổng giáo phận Luxembourg được coi sóc bởi 186 linh mục, 8 vị phó tế vĩnh viễn trong 275 giáo xứ. Bên cạnh đó còn có 67 nam tu sĩ không có chức linh mục và 343 nữ tu. Chúng con luôn luôn Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn, vì đời con gieo sắc biết bao đau thương.
chặt lan gai góc vương trên con đường. Đến giờ chết xin mẹ ngự đến bên giường khuyên con và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh mẹ liền, từ nay hết lo lắng hết chan phiền. Lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và chán lan gai góc vương trên con đường. Lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và chán lan gai góc vương trên con đường. Lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn, mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và chán nản gai góc vương trên. Đức Hồng Y Pietro Parolin cử hành thánh lễ Đức Mẹ lên trời tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp. Đầu năm nay, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhận lời mời của các nhà tổ chức hành hương Italia để đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, chủ sự thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vào ngày 15 tháng 8. Lời mời Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đến dân lễ tại Lộ Đức đã được đưa ra trước khi có sự bùng phát coronavirus và sự tham dự của Ngài đã được tòa thánh xác nhận. Do những hạn chế liên quan đến đại dịch, năm nay cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ diễn ra mà không có sự hiện diện của các tín hữu bị bệnh. Tuy nhiên, họ được mời để kết hợp tinh thần với sự kiện này và theo dõi thánh lễ trực tuyến. Dù chương trình đã được thay đổi, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh bày tỏ ước muốn thực hiện chuyến đi để hỗ trợ đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nơi bị ảnh hưởng đặc biệt bởi cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay. Đây cũng sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên bên ngoài nước Ý của một thành viên cao cấp trong giáo triều Roma kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trước khi đến Lộ Đức, Đức Hồng Y Parolin đã dừng chân tại thành phố Ars, nơi Thánh John Vianney đã làm mục vụ cho đến khi qua đời. Đây là chuyến thăm thứ ba của Đức Hồng Y đến Lộ Đức kể từ khi trở thành quốc vụ khanh tòa thánh. Vào năm 2017, Ngài đã viếng thăm đền thờ với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Bệnh nhân và năm 2018 nhân lễ kính Thánh Francisco de Sales. Kính thưa quý vị và anh chị em, thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại Lộ Đức thường quy tụ ít nhất là 25.000 tín hữu vì tại đây diễn ra một trong những cuộc hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Tuy nhiên năm nay, theo chỉ dẫn của chính quyền Pháp, chỉ có 10.000 tín hữu tham dự với yêu cầu tất cả phải đeo khẩu trang y tế. Cha Vincent Cabanac, giám đốc hành hương quốc gia của Pháp, giải thích với AFP: "Chúng tôi có thể đón tiếp 5.000 người hành hương tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X và 5.000 người ở phần còn lại của linh địa vì đại dịch coronavirus. Tuy nhiên, hang đá Lộ Đức vẫn mở vì không gian ở đây rất lớn, bạn có thể đi lang thang như bình thường", Ngài nói. Đỉnh cao của cuộc hành hương là thánh lễ 10 giờ sáng thứ Bảy 15 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường đã được phát trên màn hình khổng lồ dành cho những tín hữu không thể vào bên trong ngôi nhà thờ ngầm dài 200m và rộng 80m với sức chứa 25.000 người trong thời gian bình thường. Sau 2 tháng đóng cửa trong thời gian bị cô lập,
linh địa Lộ Đức ở phía tây nam nước Pháp đang dần dần tái tục các hoạt động bình thường. Tuy nhiên năm nay sẽ vắng bóng một lượng lớn khách hành hương nước ngoài, nên nhiều khách sạn và cửa hàng lưu niệm vẫn đóng cửa. Đức ông Olivier Ribado Dumas, giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức nói, đây là một ngày lễ rất quan trọng đối với giáo hội. Chúng ta mừng Đức Trinh Nữ Maria được hồn xác về trời. Chúng ta mừng Lộ Đức đang hồi sinh. Và trong các kinh nguyện của mình, chúng ta không quên những người bị nhiễm coronavirus. Điểm đặc biệt trong cuộc hành hương Lộ Đức lần thứ 147 này, nơi đã xảy ra những trường hợp chữa lành kỳ diệu, là năm nay những người bệnh thường đến trên các chuyến tàu y tế sẽ phải vắng mặt theo yêu cầu của chính phủ Pháp liên quan đến các biện pháp phòng chống COVID-19. Thật đau lòng khi chúng ta không thể đón nhận những người bệnh vì các chuyến tàu đã bị hủy, nhưng chúng tôi không quên họ. Mặc dù thánh lễ ngày hôm nay và chương trình hành hương từ ngày 12 đến 16 tháng 8 chỉ được phát trên đài phát thanh truyền hình, Internet, nhưng nó không phải là một cuộc hành hương ảo. Nó là một cuộc hành hương thật sự. Chúng tôi luôn duy trì sự gắn bó giữa Lộ Đức và các bệnh nhân, cha Vincent Cabanac nói. Trong một cử chỉ rất đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco đã cử cánh tay phải của mình đến Lộ Đức để tham dự cuộc hành hương. Nhận xét về diễn biến này, Đức ông Ribado Dumas nói, Đức Hồng Y Pietro Parolin đang cung cấp sự hỗ trợ của Tòa Thánh cho chúng tôi trong bối cảnh khó khăn này. Từ hôm thứ Sáu, mọi người ra vào Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và ngay cả trên các đường phố xung quanh đều bị bắt buộc phải đeo khẩu trang. Dọc theo Gave, con sông đi qua phía trước hang đá, những người hành hương đổ đầy chai nước Lộ Đức của họ tại các vòi nước. Tuy nhiên năm nay, những người hành hương sẽ không được chạm hay hôn các bức tường ở hang đá, nơi mà theo truyền thống Công giáo, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Bernadette Soubirous vào năm 1858. Họ cũng không thể tắm hoặc lao xuống hồ như cách nhiều người vẫn làm trong các năm trước. Những người hành hương đã tham dự lễ rước nến vào tối thứ Sáu và bức tượng của Đức Trinh Nữ đã di chuyển giữa gần 5.000 khách hành hương đang hát và cầu nguyện. Olivia Andari đã đến đây 12 lần, nhưng việc quay lại Lộ Đức vẫn tiếp tục an ủi cô. Tôi rất hạnh phúc, tôi đã được rửa tội ở đây 25 năm trước. Chuyến hành hương này khiến trái tim tôi nhẹ nhõm. Niềm tin của chúng tôi đã được thử thách giữa những khó khăn trong năm nay, cô gái trẻ Paris nói. Ở lối vào Đền Thánh Đức Mẹ, một màn hình cho biết số lượng khách hành hương có mặt trong linh địa để bảo đảm không vượt quá giới hạn 5.000 người cùng một lúc. Tính chung trong ngày thứ Sáu, 22.000 người hành hương đã đến kính viếng Đức Mẹ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.